Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế chiều ngày hôm nay của chúng tôi và sau đây là bản tin chi tiết. Hệ thống phòng không S-400 có thể sớm va chạm tên lửa siêu thanh Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang Trung Ấn trên dãy Himalaya. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố đối đầu với Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi, nhưng Bắc Kinh đang ngày càng tỏ ra hung hăng và ngang ngược. Và cuối cùng, Triều Tiên hoàn tất căn cứ bí mật gần Trung Quốc, nhiều khả năng chứa ICBM thực hư ra sao? Tất cả tin nóng quốc tế chiều ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Hệ thống phòng không S-400 có thể sớm va chạm tên lửa siêu thanh Trung Quốc Hệ thống phòng không S-400 Nga bán cho quân đội Ấn Độ có thể sẽ phải đối đầu với tên lửa siêu thanh Trung Quốc trong tương lai không xa. Ấn phẩm nguồn tin đưa ra dự đoán như trên. Các chuyên gia phân tích của tờ báo Trung Quốc nhắc nhở rằng Ấn Độ đã nhận được hai hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 mua từ Nga và họ dự định sẽ tích hợp chúng vào mạng lưới bảo vệ bầu trời của mình trong tương lai gần. Dự kiến Nga sẽ giao thêm bốn tên lửa tổ hợp S-400 nữa vào năm tới. Hợp đồng trên đã vượt qua rào cản lớn nhất khi cuối cùng Mỹ đã quyết định không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với New Delhi bởi vì tin rằng S-400 sẽ giúp Ấn Độ kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giới phân tích, ngay từ đầu các tổ hợp này sẽ không đóng vai trò bảo vệ trước quân đội Trung Quốc, mà sẽ trở thành vỏ bọc đáng tin cậy cho Ấn Độ trước các mối đe dọa từ Pakistan. Hiện tại, giữa lực lượng vũ trang Ấn Độ và Pakistan, những cuộc giao tranh quyết liệt vẫn thường xuyên xảy ra ở khu vực Kashmir. Bên cạnh đó là một địa điểm tranh chấp khác ở phía tây bán đảo Hindustan. Tờ báo của Trung Quốc cho rằng, trong suốt nhiều năm qua, hai quốc gia láng giềng luôn coi nhau là đối thủ, do vậy những tổ hợp phòng không tầm xa do Nga sản xuất có thể làm tăng đáng kể ưu thế của quân đội Ấn Độ. S-400 có tầm bắn 400 km và đủ sức tấn công nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và chiến đấu cơ. Điều này khiến New Delhi tin rằng không ai có thể xâm phạm bầu trời của họ. Ấn Độ và Pakistan có đường biên giới dài và các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa do Nga sản xuất có thể bao phủ hầu hết lãnh thổ Pakistan. Đây là một điều rất đáng lo ngại đối với Islamabad theo nguồn tin lưu ý. Lo ngại xung đột quân sự, giới lãnh đạo Pakistan đang tích cực tìm cách chống lại hệ thống phòng không S400 của Ấn Độ. Họ xem xét nhiều phương án khác nhau. Đầu tiên là tên lửa Fara-1 của Pakistan với tầm bắn lên tới 150 km. Các tổ hợp tác chiến điện tử và máy bay không người lái được đề xuất như biện pháp đối phó. Tuy nhiên, tất cả những thứ này không tạo được sự tự tin, nguồn tin đánh giá. Theo nguồn tin, các diễn biến quân sự từ Trung Quốc cũng đang được xem xét, trong đó hệ thống phòng không HQ-9 được tạo ra trên cơ sở tổ hợp S 300 của nga hoặc tên lửa siêu thanh mà trung quốc chế tạo gần đây có thể đóng vai trò là đối trọng với S 400 của ấn độ. Một số ý kiến đang đề nghị mua vũ khí siêu thanh từ trung quốc, tuy nhiên hiện tại việc mua những tên lửa như vậy là rất khó. Rào cản kiểm soát xuất khẩu và tính bí mật của công nghệ đã hạn chế nguồn cung cấp kể cả cho đồng minh. ấn phẩm giải thích Tuy vậy nguồn tin không phủ nhận rằng theo thời gian, Bắc Kinh có thể đồng ý bán các tên lửa siêu thanh của mình cho Pakistan. Khi đó S400 của Nga mà Ấn Độ mua về sẽ phải đối phó với vũ khí siêu thanh Trung Quốc. Kịch bản trên nếu xảy ra sẽ rất đáng chú ý bởi cả hai loại vũ khí nói trên đều được nhà sản xuất tuyên bố là độc nhất vô nhị cũng như không thể bị đánh bại. Ngoại trưởng Mỹ tố Trung Quốc ngày càng hung hăng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11 tháng 2 tuyên bố đối đầu với Trung Quốc không phải là điều không thể tránh khỏi, nhưng Bắc Kinh đang ngày càng tỏ ra hung hăng. Tôi nghĩ chúng ta chia sẻ quan ngại rằng trong những năm qua, Trung Quốc đang hành xử ngày càng hung hăng ở cả trong nước và trong khu vực. Ông Blinken nói về báo giới khi tham dự cuộc họp ngoại trưởng nhóm bộ tứ tại thành phố Melbourne, Australia, theo nguồn tin. Theo ông Blinken, dù Washington đang tập trung sự quan tâm và mối đe dọa từ Nga đối với Ukraine. Sự trỗi dậy của Trung Quốc mới là vấn đề mang tính dài hạn. Theo tôi, tham vọng của Trung Quốc là trở thành cường quốc quân sự, kinh tế, ngoại giao và chính trị hàng đầu. Không chỉ trong khu vực mà là trên toàn thế giới, ông nói. Tuy vậy, khi được hỏi rằng liệu cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương có phải là điều đương nhiên hay không, ông Blinken cho biết không gì là đương nhiên cả. Các thành viên nhóm bộ tứ thống nhất bởi tầm nhìn kiên quyết về những gì tương lai mang lại và cam kết bảo vệ hệ thống dựa trên luật lệ mà chúng ta đã dành nhiều thời gian và nỗ lực xây dựng. Ông Blinken tuyên bố, từ ngày 11 tháng 2, các ngoại trưởng của nhóm bộ tứ gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ. Nhóm họp tại Melbourne để bàn về cách thức tăng cường quan hệ trước sự nổi lên của Trung Quốc. Theo nguồn tin, căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng sẽ được đem ra thảo luận dù nằm ngoài phạm vi Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Triều Tiên hoàn tất căn cứ bí mật gần Trung Quốc, nhiều khả năng chứa ICBM. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS công bố phát hiện căn cứ tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và nằm gần biên giới Trung Quốc, mà theo họ có thể chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Hôm 8 tháng 2, CSIS trụ sở tại Washington DC của Mỹ cho hay đã dựa vào hình ảnh chụp từ vệ tinh để phát hiện căn cứ ở tỉnh Hoju, cách biên giới Trung Quốc khoảng 25 km và cách Bình Nhưỡng khoảng 280 km về hướng đông bắc. Đây được xem là một trong 20 căn cứ tên lửa đạn đạo bí mật của Triều Tiên, nằm gọn bên trong một thung lũng hẻo lánh, cây cối rậm rạp thuộc tỉnh Changgang. Theo các nguồn thạo tin, căn cứ tên lửa ở Hoju nhiều khả năng sẽ chứa một đơn vị cấp trung đoàn được trang bị ICBM, theo báo cáo. Nếu trường hợp ICBM không kịp thời đưa vào hoạt động trong tương lai gần, nhiều khả năng tên lửa đạn đạo tầm trung sẽ được thay thế. CSIS phân tích CSIS lưu ý rằng Triều Tiên đã thử nghiệm một dòng tên lửa IRBM là Hoa Sao 12 vào ngày 30 tháng 1, tên lửa khai hỏa từ tỉnh Chagang, nơi đặt căn cứ Hojuni. Lần gần đây nhất Triều Tiên tiến hành vụ thử tương tự là vào năm 2017. Khi ấy, tên lửa Hoa Song 12 bay được 787 km và đạt độ cao tối đa hơn 2.111 km. Dựa trên tính toán thời điểm đó, tên lửa Hoa Song 12 có thể đạt 4.500 km nếu được điều chỉnh và khai hỏa trên quỹ đạo cho phép tối đa hóa tầm bắn. Điều này cho phép Triều Tiên đặt đảo Guam vào tầm bắn. Trước đó, Bình Nhưỡng cho biết Hoa Song 12 có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. CSIS ước tính tên lửa này đạt tầm bắn 4.500 km. Vụ thử ngày 30 tháng 1 đánh dấu đợt thử vũ khí thứ 7 từ đầu năm đến nay của Triều Tiên. Đồng thời, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 Bình Nhưỡng phóng tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong năm 2021 được cho tiếp tục phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân bất chấp tình trạng bị cấm vận bùa vây, theo nguồn tin dẫn báo cáo mật của Liên Hợp Quốc. Vào thời điểm chụp ảnh vệ tinh ghi nhận sự tồn tại của căn cứ Hojomni, CSIS không phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy có sự hiện diện của ICBM, cũng như các tổ đội phòng không trong bán kính 10 km. Tuy nhiên, những hình ảnh trên chứng tỏ Hojomni đang trong quá trình hoạt động và đang được bảo trì tốt theo tiêu chuẩn của Triều Tiên. Anh chụp ghi nhận hai cơ sở kiểm tra tên lửa dùng cho mục đích nạp tên lửa, bơm nhiên liệu và bảo trì. Mỗi cơ sở bao gồm một hầm trú ẩn cỡ lớn được xây bằng bê tông cốt thép và nằm bên trong sườn túi, với chiều dài đủ sức chứa toàn bộ các bệ phóng tên lửa di động của nước này. Trước đó, thời điểm trùm ảnh vệ tinh ghi nhận sự tồn tại của căn cứ Hwangeonni, CSIS đã không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào cho thấy có sự hiện diện của ICBM cũng như các tổ hợp phòng không trong bán kính 10 km. Triều Tiên hiện chưa có phản ứng chính thức nào về những thông tin trên. Và cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.